dạo này chẳng tìm thấy thứ gì hay ho trên TV ư? Ôi, chương trình này nhìn có vẻ hay này. Này Vicky, bạn đang xem gì thế? Phim con gái ư? Tôi ghét thể loại này. Ok, như thế là đủ rồi. Hãy xem một bộ phim hợp gu tôi được không? Tôi không thể tin được là bạn vừa làm thế. Ha, quay lại chương trình yêu thích của tôi rồi. Đó, hay hơn nhiều và bạn biết thế mà. Không, tôi ngồi ghế trước mà. Ôi, bao giờ thì cuộc tranh cãi sẽ kết thúc đây? Trời, hai người họ đang xô xát với nhau. Này! Wow, tôi đang nói chuyện với bạn đấy Vicky, và cả bạn nữa Kevin. Hả? Bạn đang nói với chúng tôi ư? Không thể quyết định nên xem gì ư? Hãy chú ý đến tôi này. Wow, hãy nhìn chỗ kẹo đó đi kìa. Hãy hướng mắt lên màn hình TV vì tôi đã có một thử thách tuyệt đỉnh cho hai bạn đây. Và nó sẽ thách thức cơ thể bạn. Bạn có nghĩ rằng mình đủ đặc biệt cho thử thách này? Chúng tôi rất sẵn sàng rồi. Bạn có một chiếc lưỡi dài, nhưng bạn có thể dùng nó để chạm đến chóp mũi của mình không? Ồ, ai trong chúng ta nên thực hiện trước đây? Một keo uẩn tù tì thân thiện sẽ trả lời câu hỏi đó. Ôi, xin lỗi Vicky, Kevin đã thắng keo này rồi. Thôi nào lưỡi, mày làm được mà, mũi ở ngay đó thôi. Có phải đột nhiên lưỡi tôi trở nên siêu nhỏ không nhỉ? Tại sao bạn không thử Kevin? Wow, gần lắm rồi, nhưng vẫn là không đủ gần. Cố lên Kevin, bạn sắp làm được rồi. Và thế là đã chạm được rồi, thưa quý vị. Wow, có vẻ như bạn nằm trong 1% dân số đó đấy Kevin. Bạn đã bao giờ bắt chéo ngón tay của mình chưa? Ồ, tất cả các ngón tay của bạn ấy. Và đừng gian lận bằng tay kia nhé. Trời, cái đó thậm chí trông không giống con người ấy chứ. Này, tôi đã làm được điều đó à? Bây giờ thì sao? Có phải nó đang xảy ra không? Quá tam ba bận đúng không? Không được rồi. Này, một phần của ngón tay tôi đâu rồi? Hãy xử lý từng ngón tay một nhé. Này, bạn làm được rồi. Và bùng, nhân đôi sức mạnh. Ôi, tôi cảm thấy mình thật quyền năng, giống như là siêu nhân vậy. Woohoo, tôi cũng có thể làm được, thấy không? Chắc chắn rồi Kevin, hẳn là bạn làm được. Đưa hai cánh tay của bạn thẳng ra như thế này, bắt chéo chúng và vặn lại như thế này, sau đó chui đầu qua. Bạn có thể làm được không? Trông cô ấy giống như người bánh quy vậy, hãy làm thử xem, bạn trước. Được rồi, để xem nào. Được rồi, sau đó cô ấy vặn như thế này, rồi cô ấy lật lại. Không được, có vẻ như bạn thất bại rồi Kev. Trong khi Kevin thử lại lần nữa, tại sao không thử xem bạn có thể làm được không Vicky? Được rồi, hai cánh tay, hãy xem bạn có thể làm gì. Ái chà, cô ấy thực sự đã làm được. Kevin, hãy nhìn xem, tôi làm được rồi, bạn tin được không? Kevin, bạn nên dừng lại đi, bạn sắp làm chật vai mình rồi đấy. Hình như Vicky là một phần của 1% dân số may mắn có thể thực hiện thủ thuật này. Tiếp tục nào. Bạn có phải là một trong số ít người có thể cầm lưỡi lại như thế này không? Wow, bạn sắp làm được rồi đó Vicky. Wow, cẩn thận nào, có chút may mắn nào với lưỡi của bạn không Kevin? Ôi, trông bạn còn tệ hơn cả Vicky. Này hay bạn, có muốn đi uống cà phê không? Đừng bận tâm, có vẻ như các bạn đang bận rộn thì phải. Nếu bạn đang thử làm điều này ở nhà, hãy đảm bảo rằng bạn đã cảnh báo cho bạn cùng phòng rằng trông bạn sẽ hơi điên rồ trong một vài phút. Bạn hiểu ý tôi chứ? Bạn có thể phồng lỗ mũi lên như thế này không? Chà, việc đó trông khá dễ dàng đúng không? Này, hãy xem những chuyển động của lỗ mũi này. Và chúng không phải là đối thủ với lỗ mũi của Kevin. Hãy nhìn cậu ấy đi. Ôi, cuối cùng cũng có một hành động kỳ lạ gắn kết hai người bạn này. Bạn có thể nghiền nát một quả trứng sống chỉ bằng một động tác thôi không? Wow, cô ấy như một cỗ máy nghiền vậy. Trời nhé, tôi sẽ đi lấy trứng. Một cho bạn và một cho tôi. Được rồi Vic, bạn có muốn thử không? Đó chắc phải là một quả trứng rất cứng hay Vicky quá yếu nhỉ? Tôi cá với bạn là tôi có thể làm được.
sẵn sàng nhé. 1, 2, 3, bùm. Còn tôi cá là các bạn ước mình đang mặc quần áo bảo hộ cho cú này. Được đấy Kevin, nhưng bắp tay đó khỏe hơn là bạn nghĩ. Bạn có bao giờ tự hỏi khuỷu tay của mình có vị như thế nào không? Ôi, cô ấy dẻo quá. Cô ấy làm thế nào nhỉ? Wow, đừng làm mình bị thương nhé. Lưỡi của bạn chỉ có thể vươn tới đó thôi. Bạn có thể kéo lưỡi ra như bạn muốn, nhưng nó sẽ không đi xa được hơn đâu. Wow, bạn đã rất gần rồi Vicky. Bạn làm được mà. Nào, tôi sẽ đẩy giúp bạn một chút. Aha, tôi chạm được rồi. Tôi nên để cánh tay mình nghỉ ngơi trong vài phút. Ôi, tôi mệt quá. Này, ngón tay cái của tôi đâu rồi? Ồ, đây rồi. Vậy là cô ấy bẻ ngón tay cái về phía sau một chút. Có gì tôi tát đâu phải không? Được rồi, vẫn rất tốt. Đúng, làm được rồi. Cẩn thận nhé, bạn không muốn làm gãy ngón tay đâu. Nhìn kìa, bạn làm được rồi. Ôi, nhìn kìa, các bạn là bạn thân ngón tay cái đấy. Ok, giờ các bạn có thể thả lỏng và thư giãn rồi. Bạn đã bao giờ đưa cả miếng pizza vào miệng chưa? Nếu là cả nắm tay của bạn thì sao? Trời, miệng cô ấy to cỡ nào chứ? Hay đúng hơn là nắm tay của cô ấy nhỏ cỡ nào? Hãy nắm tay vào nào, chuẩn bị đi vào đây. Há miệng rộng ra, Vicky. Bí kíp của thủ thuật này là cố gắng để đưa được tất cả các đốt ngón tay trong đó. Và hình như Vicky thậm chí còn không thể nhét vừa các ngón tay. Này Vic, nó đã vào chưa? Tôi làm được chưa? Để tôi giúp bạn một tay nhé. Bạn có thể mở miệng rộng hơn được không? Thiệt, các đốt ngón tay đã vào trong hết rồi. Bây giờ câu hỏi là cậu ấy lấy chúng ra như thế nào? Chút nữa là tiêu. Ok, đã đến lúc cho bộ hàm đáng thương này nghỉ ngơi rồi. Ngược lại thì những bàn tay bình thường này có thể làm những điều phi thường như thế này. Được rồi, việc đó không thể quá khó được đúng không? Hãy làm thôi. Này, hãy nhìn những ngón tay áp út nhảy múa kìa. Thấy không? Chúng tôi đã đúng, việc đó cực dễ dàng. Wow, hay bạn đang cảm thấy khá tự tin phải không? Được rồi, sẵn sàng cho việc này chưa? Tất cả chúng ta đều có tay, nhưng có phải ai cũng làm được điều này? Thật kỳ lạ, nhưng chúng tôi phải thử mới được. Được rồi Vicky, bạn có nghĩ mình có thể làm được không? Wow, đôi tay đó đang cử động kia. Để tôi thử xem. Không có nhiều chuyển động đang diễn ra ở đó đấy Kevin. Nhưng các cơ trên khuôn mặt bạn chắc chắn đang được tập luyện. Tôi ghét phải nói với bạn điều này Kev, nhưng Vicky đã chiến thắng ở vòng này. Sao cũng được, tôi đoán là đôi tay của tôi đặc biệt hơn vậy thôi. Bạn đã sẵn sàng chơi rock chưa? Bạn có nghĩ mình có thể chạm ngón tay vào với nhau như vậy? Và bắt đầu thôi. Ước gì không có những ngón tay ngu ngốc khác cản đường. Tôi ghét phải nói với bạn điều này nhưng Kevin à, có vẻ như hai ngón tay đó sẽ không chạm vào nhau đâu. Tuy nhiên Vicky đã thành công rồi. Tuyệt vời, việc này dễ hơn tôi tưởng nhiều. Nhìn tôi này Kevin, tôi đang làm được. Nhìn thấy tôi chơi rock không? Có. Tất cả chúng tôi đều nhìn thấy và nghe thấy bạn Vicky. Có vẻ như Vicky là người chiến thắng đặc biệt của chúng ta. Tiếp tục nào cô gái. Này, có phải đó là kẹo rơi xuống từ trên trời không? Có còn nữa không? Đây chắc chắn là ngày tuyệt vời nhất. Xin chúc mừng Vicky. Bây giờ hãy cho Kevin tội nghiệp một ít trước khi cậu ấy bật khóc. Sao? Bạn không nghĩ rằng mình có thể tự mình ăn hết chỗ kẹo đó chứ? Nếu bạn thích theo dõi những thử thách như thế này, hãy đăng ký kênh YouTube của chúng tôi và chia sẻ video này với bạn bè nhé!